Lên 6, 7, 1, 2. Vào cuộc nghiệp tôi mới hiểu tình yêu ít vui nhưng buồn rất nhiều. Phận số ai an bài suốt tuổi say, chuyện tình là em với ai chót yêu, nguyện thương hai đứa chung đường, đâu ngờ về đánh giữa đường cuộc từ đi đơn đau đoạn trường. 6 7 1 2 4 5 9 hết. Ok, xin chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh YouTube của em Huyền Audio trong video ngày hôm nay. Và rất vui mừng thì ngày hôm nay cửa hàng bên em lại tiếp tục về được cho toàn thể các bác, đó là một trong những dòng vang số TSG K5. Đây là một trong những dòng vang số cực kỳ, đó là huyền thoại, không phải nói gì nhiều thêm nữa, đúng không ạ? Đó, với chất là chạy phần mềm của vang số X5 thì trong thời gian vừa qua thì bên cửa hàng bên em cũng bán rất nhiều các cái dòng sản phẩm này rồi. Đấy, và cũng bị nhỡ rất nhiều anh em, và anh em gọi điện qua cửa hàng bên em thì cũng đã hết vang. Thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em về được tổng cộng là 10 chiếc, và chưa lên video thì em cũng đã bán được 2 chiếc cho khách rồi. Và còn 2, 4, 6, 8 con nữa, 8 con nữa thôi ạ. Thì hiện tại là bên em để 6 con lên để làm video giới thiệu cho toàn thể các bác. Thì ngay vào đầu video thì các bác cũng đã cảm nhận được rồi, và hiện tại em đang kết nối video này với một cái phần mềm của dòng vang số X5 để cho toàn thể các bác biết. Và các bác vừa rồi nghe cũng đã nghe qua cái chất âm mà bên cửa hàng bên em cũng đã thử ca cho toàn thể các bác. Thật sự các bác là nó xứng đáng đồng tiền bát gạo các bác bỏ ra. Và rồi vào đầu video thì rất mong sự ủng hộ các bác đi qua, vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng em Huyền Audio một like nhá. Còn các bác nào vô tình thấy video này thì các bác hãy đừng quên ấn nút đỏ phía dưới để đăng ký kênh, và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cửa hàng bên em. Và bây giờ em xin cùng các bác đi giới thiệu chi tiết về dòng sản phẩm này. Và đến với cả dòng sản phẩm vang số TSG K5, và đây là một trong những dòng vang số X5, và nó có ăn điều khiển các bác nhá. Khi mua ở cửa hàng bên em thì các bác luôn luôn được mua với một cái chiếc vang giá cả cực kỳ hấp dẫn, và được tặng thêm đó là một cái chiếc điều khiển để điều khiển dòng sản phẩm vang số X5 này. Và phía mặt đằng trước của toàn thể các bác quan sát thấy đây là một trong những dòng vang còn rất là đẹp, và nó là hàng bãi các bác nhá. Rồi em không cần phải giới thiệu gì nhiều thêm nữa, và em sẽ cùng các bác sẽ đi trải nghiệm ở phía đằng sau của con vang này. Thì với đằng sau của chiếc vang này thì các bác nhìn quan sát nó còn rất là đẹp, và nó có 6 đường ao ra và 2 đường input vào. Và đây đó là một cái cổng rắc kết nối lối rắc để chỉnh phần mềm, và nó có một cái quạt làm mát ở bên trong hệ thống. Và em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm về con vang này, và em sẽ chỉ cho toàn thể các bác là lên chọn các dòng vang như thế này để các bác chơi làm sao cho nó đúng với dòng vang chuẩn của dòng vang thương hiệu dòng vang X5 các bác nhá. Rồi phía mặt đằng trước thì các bác cũng quan sát đây, thì em cũng sẽ để cho toàn thể các bác nhìn đây. Đấy, cho toàn thể các bác nhìn đây. Đây là một trong những dòng vang X5 vỉ vàng, vỉ màu xanh, các tụ IC thì là đều là các tụ vàng. Và điều đặc biệt ở các bác là quan tâm tới dòng sản phẩm này thì em cũng nói luôn, đây là một trong những dòng sản phẩm chạy hai nguồn vang số X5 các bác nhá. Và điều đặc biệt ở con vang này thì nó có hai dàn tụ này các bác để ý nhá, với những dòng vang X5 mà nó có hai dàn tụ này thì nó rất là hay. Và đặc biệt ở phía giữa là có 2 này, 4 này, 6 con IC các bác nhá. 6 con IC để cắm ra cái cổng ao ra cho chúng ta. Với dòng sản phẩm vang này thì nó cực kỳ là hay rồi. Và với những cái dòng vang X5 thì nó thường thường là nó phải đầy đủ những cái tính năng như thế này thì nó mới là trong những dòng sản phẩm hay các bác nhá. Cho nên là anh em nhiều khi anh em nhầm lẫn đấy các bác nhá. Rồi với dòng sản phẩm vang X5 này thì bên cửa hàng bên em đang bán với cái giá là 2.500.000 bao ship tặng kèm điều khiển các bác nhá. 2.500.000 bao ship tặng điều khiển cho toàn thể các bác này. Các bác nhìn này, quan sát này, ok chưa? 2.500.000 bao ship tặng kèm điều khiển. Ok chưa? Và bây giờ em thử cho toàn thể các bác nghe về cái chất âm của cái dòng vang này. Và hiện tại là em cũng đã kết nối với cả cái phần mềm để cho toàn thể các bác xem. Nhờ các bác nhá. Đây em sẽ tắt thử đi cho toàn thể các bác để các bác
quan sát được là cái dòng sản phẩm Mix 5 này. Vì hiện tại thì em không qua một cái thiết bị thu âm gì và em đang chỉnh ở trên cái chế độ là điện thoại để cho toàn thể các bác cùng lắng nghe. Và em chỉnh với dòng sản phẩm bằng này thì em mới tạm thời là chỉnh một chế độ cho toàn thể anh em nhá. Còn khi nào anh em mà mua hàng của bên em thì bên em chỉnh cho anh em nó là 5-6 chế độ về các bác chỉ điều khiển ở trên con vang này thôi nhá. Điều khiển ở trên điều khiển này thôi ạ. Nó có từ chế độ 1 đến chỗ 2 3 4 5 ở chế độ 5 và các cái đường input chuyển cổng. Con này rất là hay các bác nhá. Em sẽ alo thử cho toàn thể các bác và các bác sẽ cảm nhận được là cái dòng vang X5 này nó hay như này. Đấy, hiện tại là bên em đang nói chuyện với toàn thể các bác với dòng sản phẩm vang X5 H6712. Và điều đặc biệt là các bác mua vang thì các bác lên chọn một cái cửa hàng setup tốt, làm tốt kỹ thuật để cho toàn thể anh em nghe và các bác thẩm âm nhá các bác nhá. Còn nếu mà không biết điều khiển về dòng vang này thì tốt nhất là nói thật sự các bác là anh em thợ thì nó có nhiều loại thợ, cho nên là các bác phải lên chọn những cái cửa hàng nào mà bán uy tín và đồng thời có khâu kỹ thuật cao và hỗ trợ cho anh em, thì các bác hãy chọn với dòng sản phẩm thậm chí có thể đắt hơn một vài trăm không thành vấn đề. Thậm chí một con vàng các bác có thể mua đắt hơn 200-300, nhưng bên nhà ta, bên cửa hàng làm được kỹ thuật thì các bác sẽ có quyền lợi hơn rất là nhiều. Với hiện tại với cái dòng vang này thì bên cửa hàng bên em cũng đã chỉnh cho toàn thể các bác, đó là cái chế độ echo cộng vi vật quẹn rất là hay. Đây, em chỉ alo thôi đúng không ạ? Alo thôi thì các bác cũng nghe đầy đủ cái tiếng giải từ cái giải quay như nào, dày của mic đúng không ạ? Lên 6 7 1 2 4 5 9 6. Rất là lực và tiếng mic cực kỳ là ấm cho toàn thể các bác. Rồi kết thúc video tại đây thì em cũng một lần nữa báo giá luôn cho toàn thể các bác. Đây là một trong những dòng vang X5 cực kỳ là đẹp nha các bác nhá. X5 cực kỳ là đẹp. Giá 2.500.000 bao ship tặng kèm điều khiển anh em nhá. 2.500.000 bao ship tặng kèm điều khiển. Ok chưa? Rồi kết thúc video tại đây thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của em. Một lần nữa cảm ơn toàn thể các bác nhá.